Vâng, thưa các quý vị, thì đây là một cái, đây có thể nói là một cái vòng tròn, đây cũng có thể nói là một đường thẳng, tùy theo. Và trong cái khủng hoảng COVID này, và trong cái phần ngay từ phần mở đầu của Phó Chủ tịch thường trực VCCI ông Hoàng Quang Phòng, cũng như cái phần mở đầu của các diễn giả, thì cũng như là cái phần chúng ta đã nghe gần đây nhất, thì cái xu thế để sống chung với dịch là cái xu thế tất yếu, và cái xu thế để thực hiện sản xuất kinh doanh một cách an toàn trong cái sống chung với dịch cũng là một cái xu thế tất yếu. Cho nên là cái khủng hoảng COVID nó chỉ cho chúng ta nhìn rõ hơn ba cái hành động liên tục của các doanh nghiệp, tức là vừa ứng phó với đại dịch, vừa phục hồi trong quá trình ứng phó với đại dịch, và vừa có cái chiến lược để phát triển cùng với cái đại dịch. Thế thì có thể nói là trong 20 tháng vừa rồi, sau tất cả những gì của các quý vị có trình bày, thì 20 tháng của COVID, cái ảnh hưởng đầu tiên lớn nhất đó đối với các doanh nghiệp đó là cái chữ chúng tôi dùng là có 3 chữ D. Sau 20 tháng thì có 3 chữ D. Chữ D thứ nhất đó là chữ D đứt, đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy chuỗi giá trị toàn cầu, và theo đó nó đứt đoạn cả cái hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. Và chúng ta đã thấy rất rõ những cái điều này. Và với cái đức đó thì trong phần trình bày của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Khương thì anh ấy cũng đã đề cập tới những cái câu chuyện về các cái giải pháp để giảm thiểu cái sự lệ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như là chủ động cái chuỗi cung ứng trong nước và chủ động trong các cái liên kết. Thì cái phần đức này của chúng ta nó đã chỉ cho các cái bài phát biểu, các diễn giả đã nói rất nhiều về các cái giải pháp lớn. Cái thứ hai là thông qua cái đức đó thì thực ra nó có một cái thứ rất là tốt, đó chính là cái thúc đẩy mà cái bài trình bày của diễn giả vừa mới tức thì nói tới. Thì chúng tôi coi cái việc mà tăng cái chuyển đổi số nó là một cái xu thế tất yếu, và cái đại dịch COVID nó sẽ được coi là một cái xúc tác để các doanh nghiệp có thể phải thúc đẩy cái chuyển đổi số nhanh hơn, thúc đẩy cái thay đổi cái phương thức kinh doanh một cách sáng tạo hơn. Và với cái việc thúc đẩy cái phương thức kinh doanh từ những cái các cái doanh nghiệp trong cái khu vực bán lẻ, cho đến những doanh nghiệp vừa bán lẻ vừa sản xuất, cho đến những doanh nghiệp chỉ có là sản xuất, thì cái phương thức kinh doanh nó cũng đã phải được được thúc đẩy để cái sự thay đổi với cái việc để vừa ứng phó vừa phục hồi, và nó là cái chất xúc tác để mà thúc đẩy cái chuyển đổi số, để làm hướng tới một cái câu chuyện là giảm thiểu những cái sự lệ thuộc của đại dịch mà tăng cường những cái kinh doanh một cách đầy hiệu quả. Và một cái nữa đó chính là một cái nữa đó chính là cái chữ thứ ba mà chúng ta thấy rất là rõ, đó là chữ đồng. Chưa bao giờ cái sự mà đồng tâm, đồng chí hướng giữa nhân viên với lãnh đạo nó như bây giờ. Và đó cũng chính là một cái nguồn lực mà từ trước tới nay doanh nghiệp của chúng ta gần như là chúng ta đã chưa chưa nghĩ tới nó. Và cái sự đồng lòng giữa nhân viên với ban lãnh đạo, cùng nhau chung sức, cùng nhau chia sẻ, và cùng nhau nghĩ tới những cái phương án mới để doanh nghiệp có thể tồn tại, để doanh nghiệp có thể ứng phó một cách hiệu quả, để có thể phục hồi ngay khi có thể, thì đó là cái rất là tuyệt vời mà chúng ta đã thấy. Các cái chương trình của chính phủ cũng đã được các doanh nghiệp ủng hộ tối đa trong cái điều kiện khi mà đại dịch đã xảy ra quá lớn. Tất cả các doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp mà chúng tôi đánh giá là có hưởng lợi từ cái đại dịch COVID, thì cái tốc độ của họ nó cũng chậm hơn, nó cũng khó hơn. Nhưng các cái nguồn lực của doanh nghiệp đồng hành với chính phủ trong cả cái việc là hỗ trợ về y tế, rồi thúc đẩy cái sự phát triển về kinh tế, và cái sự đồng lòng và đồng hành của chính phủ với doanh nghiệp chưa bao giờ nó có thể mạnh mẽ hơn như vậy. Và cùng với đó thì doanh nghiệp với lại cái cộng đồng doanh nghiệp trong cái sự liên kết với nhau, và cộng đồng doanh nghiệp trong cái sự liên kết để hỗ trợ cho các cái hoạt động của xã hội, để đảm bảo cái an sinh xã hội cũng chưa bao giờ nó lên cao đến như thế. Và đó chính là những cái điểm mà các doanh nghiệp thực sự ngay trong những cái rất là khó của mình thì họ cũng đang thực hiện cái trách nhiệm xã hội một cách đầy giá trị, và đó chính là một phần của cái phát triển bền vững. Thế thì trong cái
tất cả chúng ta đã đề cập tới thì kính thưa các anh chị, thì chúng ta đều phải xác định là từ nay trở đi thì cái câu chuyện mà sống chung với dịch nó sẽ là một cái câu chuyện rất là lớn. Và cái sự cố về cái câu chuyện của Covid-19 nó đã cho tất cả các doanh nghiệp cần sẽ phải nhìn lại một thứ là thực sự các doanh nghiệp đã có một chiến lược phát triển bền vững hay chưa, và nếu có thì nó nằm ở đâu. Và trong cái khuôn khổ này thì chúng tôi xin đề cập đến một cái là một cái vấn đề rất là lớn, đó là doanh nghiệp cần phải có một cái nhìn toàn diện hơn về quản trị rủi ro và cái quản trị khủng hoảng. Trong cái phần trình bày của giáo sư tiến sĩ Khương thì tôi thấy rất là tâm đắc, bởi vì trong tất cả những cái thách thức và trong các cái giải pháp anh ấy cũng trình bày rất là cụ thể, thì một trong năm cái giải pháp anh ấy đưa ra đó chính là các doanh nghiệp cần phải xây dựng một khung quản trị rủi ro. Cái thay đổi nhận thức của doanh nghiệp cũng như cách nhìn một cách toàn diện hơn về quản trị rủi ro qua cái và quản trị khủng hoảng qua cái sự kiện này, để nó sẽ cho các doanh nghiệp nhìn thấy là chúng ta cần phải làm gì. Và thưa các anh chị nhìn trên cái sơ đồ này, cái này thì các anh chị thấy là đối với tất cả các doanh nghiệp thực sự mà muốn tiếp cận đến phát triển bền vững thì không thể nào không nói tới câu chuyện là phải có quản trị rủi ro. Và một doanh nghiệp không thể nào có thể phát triển bền vững khi họ không nhìn thấy trên con đường họ đi phía trước nó sẽ là những rủi ro gì, và cái rủi ro đó nó ảnh hưởng như thế nào, tác động đến cái hoạt động của họ. Còn nếu mà ta chỉ đi mà ta chưa nghĩ tới, hoặc nếu ta nghĩ tới mà chưa nghĩ đủ, thì những cái rủi ro xảy ra liên quan đến cái quá trình phát triển của doanh nghiệp, liên quan đến sản xuất, liên quan kinh doanh, nó luôn luôn là bị tác động, và người ta sẽ rất dễ bị rơi vào trạng thái sốc do không ứng phó được một cách kịp thời, một cách đầy đủ. Đặc biệt đối với Covid-19 thì được coi là một sự kiện mà rất là nhiều người đã nhắc tới, đó là sự kiện thiên nga đen. Tức là trong quan niệm của tất cả mọi người chỉ có là thiên nga trắng, cho đến ngày đẹp trời, một ngày đẹp trời thì người ta mới phát hiện ra là có một cái con thiên nga đen và chưa bao giờ người ta nhìn thấy trước đó, và thiên nga đen là thứ chưa bao giờ xảy ra. Vậy thì trong cái tư tưởng mà tiếp cận để phát triển bền vững thì cái quản trị rủi ro của doanh nghiệp vốn nó đã chưa được tiếp cận một cách đầy đủ, chưa được một nhận thức một cách toàn diện, thì nó lại xảy ra một cái sự cố là chưa bao giờ xảy ra. Đó chính là sự kiện thiên nga đen như là Covid-19. Thế thì rõ ràng là trong cái khảo sát của Deloitte của chúng tôi gần đây thì chúng tôi nhận thấy rằng là các công ty thực ra mới chỉ thực hiện đánh giá cái rủi ro kinh doanh, rủi ro sản xuất trong quá trình phát triển của mình ở một cách gọi là mức độ rất là cơ bản, và nó gần như là nó chỉ ở những cái mục tiêu ngắn hạn mà chưa thực sự là hướng tới trong cái quản trị cho cái mục tiêu phát triển dài hạn. Và rõ ràng trong rất nhiều các chiến lược phát triển của các công ty thì chưa thấy có cái chiến lược nào nói đến quản trị rủi ro và quản trị khủng hoảng. Nếu quý vị nhìn ở phía bên trái thì quý vị sẽ thấy là bình thường trong tất cả các hoạt động thì đều cần có cái yêu cầu về cái quản trị rủi ro doanh nghiệp mà chúng tôi viết tắt là Enterprise Risk Management. Và trong cái quản trị rủi ro doanh nghiệp là nó xác định tới chuyện là có những loại rủi ro nào có thể xảy ra và khả năng doanh nghiệp chịu đựng được đến mức rủi ro nào. Và một trong những cái thứ đó chính là phải quản trị rủi ro khủng hoảng, là những yếu tố bất ngờ. Và trong cái quản trị rủi ro khủng hoảng đó thì doanh nghiệp phải có một cái kế hoạch hoạt động liên tục mà chúng tôi gọi là Business Continuity Plan. Thì rõ ràng là các doanh nghiệp của chúng ta khi xảy ra những, ngay cả trước khi có những cái sự kiện như là sự kiện Covid-19 mà ta gọi là chưa từng bao giờ xảy ra, thì trong cái hoạt động bình thường, trong chiến lược quản trị của các doanh nghiệp thì đã phải có những cái câu chuyện này rồi. Và chúng ta thấy là trong cái khảo sát của Deloitte của chúng tôi thì trong cái bối cảnh chung về quản trị rủi ro của các doanh nghiệp ở Việt Nam thì câu hỏi được đặt ra là vậy thì các doanh nghiệp của Việt Nam đã có hay là chưa có về quản trị rủi ro và theo đó là quản trị khủng hoảng? Câu trả lời là có và cũng là chưa. Có thì đa số doanh nghiệp, rất nhiều các doanh nghiệp, đặc biệt ngay cả các khu vực của ngân hàng
là những doanh nghiệp đi tiên phong vì họ là hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ thì đã có những cái quản trị rủi ro theo những cái khung quản trị rủi ro mà được định hướng cho những cái ngành mang tính nhạy cảm rất là cao và cái liên quan đến cái giá trị công chúng rất là lớn. Thế còn là đa số một số các doanh nghiệp khác có nghe đến khái niệm này, cũng có xây dựng nhưng nó ở cái mức độ kinh nghiệm của lãnh đạo và đâu đó chúng tôi vẫn phải xin phép dùng là nó mang tính tự phát và kinh nghiệm nhiều hơn. Thế còn chưa thì rõ ràng là rất nhiều doanh nghiệp thực sự là chưa có một cơ chế, chưa xây dựng cái khung quản trị rủi ro trong đó có quản trị về khủng hoảng một cách có phương pháp luận và theo đó để có thể đánh giá, xử lý, giám sát những cái rủi ro khi xảy ra. Và chính vì ngay cả những cái doanh nghiệp chúng tôi gọi là doanh nghiệp đã trưởng thành, doanh nghiệp có phát triển, đã có những cái biện pháp quản trị rủi ro tốt nhưng mà vẫn vẫn bị rất là vô cùng lúng túng và bối rối khi mà cái sự kiện Covid xảy ra, mà như chúng tôi vẫn gọi là cái sự kiện chưa từng bao giờ xảy ra. Và khi Covid xảy ra thì hơn lúc nào hết nó là một cái thước đo luôn và ngay lập tức cái sự phát triển có bền không của các doanh nghiệp, và có bền thì mới vững. Thưa các anh chị rất là biết điều đó. Thì ở góc độ góc nhìn từ cái xây dựng chế độ quản cái khung quản trị rủi ro này thì rõ ràng là chúng ta thấy đây là một cái hơn lúc nào hết trong cái bối cảnh khi mà xác định là chúng ta sẽ phải sống chung với đại dịch, thì cái câu chuyện vừa ứng phó vừa phục hồi đi liền với cái chiến lược phát triển thì chắc chắn cái việc là quản trị rủi ro nó phải có. Và khi những cái sự kiện lớn mà nó xảy ra như chúng ta nhìn thấy trên này thì rõ ràng cái quản trị khủng hoảng nó được đẩy lên rất là cao, và các doanh nghiệp sẽ tự hỏi nhau vậy thì quản trị khủng hoảng là gì và làm thế nào để quản trị khủng hoảng cho nó bớt bối rối nhất. Và lúc đó chúng ta rơi vào tình trạng thực sự là khủng hoảng mà chúng ta chỉ biết trông cậy vào sự cứu trợ hoặc là cứu giúp của phía bên ngoài để đảm bảo chắc chắn là chúng ta đứng vững. Thế và thì bây giờ khi cái sự kiện nó xảy ra thì cái quản trị khủng hoảng nó phải lên số 1 và sau đó nó phải duy trì với cái chương trình hoạt động liên tục lên số 2 và cùng với cái việc phục hồi sau cái sự cố khủng hoảng này. Thì cái nhìn một cách đầy đủ hơn, toàn diện hơn, nếu không nói là cần có sự thay đổi nhận thức và nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro và quản trị doanh nghiệp, nếu như doanh nghiệp thực sự muốn là phát triển bền vững. Ở đây thì chúng tôi cũng xin đưa ra, không thể trong cái phạm vi này, ở phần sau thì chúng tôi cũng có nói và sáng nay ban chấp hành của VCCI cũng có họp. Chúng tôi rất là mừng và bản thân là chúng tôi được nghe cái phần chia sẻ của chủ tịch hội đồng chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, anh Chu Tiến Dũng, anh cũng có nói, anh cũng đã đề cập tới rất là rõ là có thể là sẽ phải cần không chỉ là đưa ra hướng dẫn về một cái quản trị doanh nghiệp mà là quản trị rủi ro doanh nghiệp, quản trị khủng hoảng doanh nghiệp, để làm sao mà các doanh nghiệp bây giờ vẫn còn đang có khả năng kháng cự và chống cự để chuẩn bị vượt qua cái 2-3 tháng, chúng tôi tạm gọi là 2-3 tháng cho đến cuối năm của cái cơn bão đại dịch này để có thể tiếp tục đứng vững. Thì những cái nội dung chi tiết của phần quản trị rủi ro, nhận diện rủi ro như thế nào, xây dựng mức độ chấp nhận rủi ro ra sao và thực hiện quản trị nó theo những phương pháp luận nào, nó nằm ở đâu trong chiến lược phát triển hàng năm và chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của doanh nghiệp thì hơn lúc nào hết các doanh nghiệp cần phải có. Và khi có xảy ra sự cố thì cái cách mà doanh nghiệp ứng phó lại với sự cố nó còn hơn cả cái chuyện mà chúng ta gọi là phòng cháy chữa cháy. Thì thực ra nó cháy này là cháy coi như cháy thiêu rụi luôn và không có khả năng để phục hồi lại, nhưng mà mở đóng ngoặc cháy đây không phải là do ngọn lửa mà cháy đây là do cái đại dịch nó đưa ra. Thì cái khả năng nào để có thể kiểm soát các cái sự cố mà để giảm thiểu cách thiệt hại tốt nhất, ngay cả trong cái sự đứt gãy thì cái khả năng nối lại cái đứt gãy một cách nhanh hơn và một cách bền hơn thì đấy chính là một cái việc mà các doanh nghiệp cũng rất là cần phải làm một cách cụ thể. Nếu mà sau khi có cái sự cố này, cái sự kiện COVID lớn này xảy ra thì cái khắc phục và khôi phục sau sự cố nó sẽ là những cái thứ gì và nó sẽ là tập trung vào những cái phần nào và nó sẽ cần phải đầu tư tiếp vào cái phần nào thì các doanh nghiệp đã phải nghĩ ngay từ bây giờ. Nhưng mà bây giờ trong cái phần trình bày của các diễn giả trước thì nó tạo sức ép quá lớn về vấn đề tài chính và ai cũng chỉ nghĩ là nếu tôi có đủ tiền thì tôi chắc chắn sống. Cái đó là
đúng không? Đúng, nhưng mà đủ chưa thì chắc chắn là chưa. Cái cách cách mà ta sống để tồn tại nó qua cái dịch bệnh với cái cách mà ta sống để mà tiếp tục tồn tại và phát triển thì nó sẽ là một cái rất là cần một cái tiếp theo, đó chính là cái kế hoạch hoạt động liên tục mà chúng tôi gọi là business continuity plan program chẳng hạn thế, thì nó sẽ phải rất là cần cái sự hơn lúc nào hết tại thời điểm này, nếu những doanh nghiệp còn đang có khả năng kháng cự, có khả năng phục hồi và có khả năng phát triển bền vững thì sẽ là lúc phân tích toàn bộ các ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, và từ cái phân tích đó các doanh nghiệp sẽ lập cái kế hoạch khôi phục như thế nào, đào tạo ra làm sao, không chỉ là về vấn đề tài chính và có cả cái nguồn lực con người và có cả cái nguồn lực về các cái nguồn lực xã hội mà bây giờ chúng ta đã nghe rất nhiều đến cái từ gọi là social capital, nguồn vốn xã hội đó. Và khi nói đến phát triển bền vững thì cái nguồn vốn từ hoạt động kinh tế nó luôn luôn là một nguồn chủ lực, nhưng mà khi nói đến sự bền thì cái nguồn vốn xã hội trong cái sự tương tác với mối quan hệ mà chúng ta cũng vừa nghe các diễn giả trình bày, sự hài hòa lợi ích của chính doanh nghiệp với các cái đối tác, sự hài hòa lợi ích của chính doanh nghiệp với các nhà cung cấp, và đặc biệt là sự ưu tiên và hài hòa lợi ích của chính doanh nghiệp với người lao động vốn là một phần tài sản, thì bây giờ nó phải được nhận diện rất là rõ, và đó chính là cái phần mà giá trị của các mối quan hệ trong các cái quan hệ trước đây ta coi nó là hoạt động của thương mại, đấy là quan hệ với nhà cung cấp, trong các quan hệ trước đây ta coi nó là quan hệ lao động, thì bây giờ cái sự chung sức đó nó tạo ra một cái nguồn vốn không phải là tiền nhưng nó có cái sức bền hơn cả là tiền, thì cái hoạt động liên tục nó sẽ được phải xây dựng ra như vậy. Như vậy thì thưa các anh chị, tức là thay đổi nhận thức về quản trị rủi ro và quản trị khủng hoảng để phát triển bền vững thì doanh nghiệp cần phải có quản trị rủi ro, đó chính là enterprise risk service, quản trị khủng hoảng đó chính là crisis management, và cái kế hoạch hoạt động liên tục đó chính là business continuity program, và cái kế hoạch phục hồi sau sự cố khủng hoảng bằng cái việc là phân tích tất cả các cái ảnh hưởng đó, thì đó chính là cái phần mà ở trong cái phần chi tiết này. Thì sáng nay sau cái phần chia sẻ của anh Dũng thì ở phần sau chúng tôi cũng có nói để hỗ trợ cho VCCI, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục, năm ngoái thì với sự hỗ trợ kỹ thuật của Deloitte thì VCCI cũng đã ra một cuốn cẩm nang hướng dẫn về quản trị doanh nghiệp trong khủng hoảng. Thì tháng 9 này thì Deloitte tiếp tục sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho VCCI, Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững, để đưa ra một cái cuốn cẩm nang về là hỗ trợ ứng phó, phục hồi và phát triển hưng thịnh sau khủng hoảng. Bằng tất cả những cái tài liệu này chúng tôi còn có hướng dẫn chi tiết hơn, và chúng tôi thực hiện là đào tạo chia sẻ miễn phí cho các hiệp hội doanh nghiệp và các cái doanh nghiệp lớn, để các anh chị có thể dựa vào đó có thể thực hiện luôn những cái chiến lược mới của mình. Trong cái chiến lược phục hồi thì nghĩ đến cả cái khung quản trị rủi ro, và nó chính là một cái khung cứng để khi cái nhà nó có thể bị bay mất cửa, nó có thể bị bay mất cả nóc nhưng cái khung nhà nó vẫn còn, đó chính là khung quản trị rủi ro của doanh nghiệp, chứ nó không phải là một cái gì nó quá là xa xỉ. Vậy thì câu hỏi là quản trị khủng hoảng nó sẽ là cái gì, thì ở đây chúng tôi xin chia sẻ, tức là cái quản trị khủng hoảng nó, cái khung quản trị khủng hoảng nó gồm có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là cơ cấu ứng phó của tổ chức, thì trong cái cơ cấu ứng phó của tổ chức nó chắc chắn phải có 3 thứ, là phải có một đội ngũ ứng phó, phải có một kế hoạch ứng phó để quản lý khủng hoảng, và có cái phân quyền kiểm soát một cách nhanh chóng, một cách kịp thời, nhưng mà cũng phải đầy chiến lược. Nó là cái gì chi tiết thì ở trong cái hướng dẫn cẩm nang chúng tôi sẽ chia sẻ. Cái thứ hai là cái ứng phó đối với lại khủng hoảng như thế nào, thì toàn bộ quá trình ra quyết định là cực kỳ quan trọng. Và nếu từ trước đến nay chúng mình chỉ có các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa nhỏ, là không còn cái sức để thở nữa và chỉ trông chờ vào cái sự hỗ trợ của nhà nước trên ba phương diện: một là về mặt ngân hàng giảm lãi suất, giãn hoãn các khoản vay; thứ hai là về mặt thuế và tài chính thì cũng xin là giảm giãn hoãn; thứ ba là cộng thêm một cái khoản tài trợ. Cái đó đúng chưa? Đúng. Nhưng cái đó có đủ không thì chưa bao giờ tên là đủ, và những cái thứ đó nó chỉ là truyền thêm oxy thôi, nhưng cái thân thể và cái cơ thể của doanh nghiệp nó vẫn vẫn phải rất là mạnh. Với cái câu chuyện là các cái quy trình quản lý khủng hoảng cũng như là truyền thông trong khủng hoảng và liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nước nó phải thật sự rất là rõ thì mình ta mới ứng phó được, và ta chỉ chăm chú vào một thứ
là một nguồn lực kinh tế thôi, thì như chúng tôi khẳng định nó vẫn là đúng, nhưng nó không thể là đủ và nó không có đủ cái sức mạnh để cho doanh nghiệp có thể tồn tại được. Và cái nhóm thứ ba đó chính là cái nhóm phương pháp ứng phó, nó chính là giám sát quản trị khủng hoảng một cách liên tục, cập nhật một cách kịp thời và đưa ra quyết định một cách hiệu quả. Và cái nguồn thông tin cũng như là toàn bộ cái sự vận hành của doanh nghiệp, nó là phải ứng phó ngắn hạn nhưng mà phải nghĩ đến kế hoạch trung hạn và dài hạn để phát triển, chứ không chỉ có lo ứng phó xong rồi từ từ chờ đến nào hết qua dịch rồi bắt đầu mới bình thường mới. Không có. Mọi quyết định đưa ra trong quản lý khủng hoảng là quyết định ngắn hạn nhưng nó phải tương tác với lại trung hạn và dài hạn, thì đó mới là cái ứng phó để có cái cơ hội phục hồi và phát triển. Thế thì cái câu chuyện là nếu mà như thế thì cái việc là sẽ hỏi tiếp là vậy thì doanh nghiệp chúng tôi bé như thế đang còn lo tồn tại không được thì làm sao mà xây dựng những cái khung về quản trị rủi ro và khung quản trị khủng hoảng, thì doanh nghiệp nào sẽ là người làm cái này? Thì chỉ có doanh nghiệp lớn mới làm cái này, có đúng không thưa các anh chị? Không ạ. Tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu phát triển một cách bền vững, tồn tại và phát triển thông qua đại dịch thì đều cần phải có thay đổi nhận thức về quản trị rủi ro và quản trị khủng hoảng một cách kịp thời. Thì đấy là cái tinh thần mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi chỉ chia sẻ để là có cái nhận thức. Tất cả những tài liệu này và tài liệu hướng dẫn chi tiết thì thông qua VCCI chúng tôi cũng sẽ gửi đến tất cả các anh chị. Thì đấy là cái nhận thức. Thế thì bây giờ cái thứ hai chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm trong cái quản trị rủi ro và quản trị khủng hoảng với một cái mà chúng tôi gọi là doanh nghiệp kiên cường và lãnh đạo kiên tâm để ứng phó vượt qua khủng hoảng. Thì ở trong cái báo cáo của Deloitte của chúng tôi cũng đã năm ngoái cũng làm nghiên cứu, năm nay cũng làm nghiên cứu, và chúng tôi gọi là Resilient Organization và Resilient Leadership, tức là doanh nghiệp kiên cường và lãnh đạo kiên tâm. Khi họ có cái quản trị rủi ro, cái khung quản trị rủi ro thì khả năng ứng phó và khả năng phục hồi của họ nó cao gấp 3 lần so với lại các cái doanh nghiệp bình thường. Nếu họ có bị đứt gãy không có, nhưng khả năng ngay lập tức phục hồi. Và cái cách họ phục hồi với cả cái sự kết hợp với cả cái nguồn lực và cái nguồn vốn của xã hội nó sẽ là cao hơn. Thì đấy là một cái phần. Vậy thì để xây dựng một cái doanh nghiệp kiên cường mà chúng tôi dùng từ cái từ tiếng Anh là Resilient Organization, thì nó rất là cần có 5 cái yếu tố mà doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị. Yếu tố thứ nhất là yếu tố luôn luôn có sự chuẩn bị một cách sẵn sàng. Đó chính là phải luôn luôn có cái chiến lược, có phải tính trước, có rất là nhiều cái kịch bản và cái kế sách. Nó có thể thay đổi hàng tuần, hàng 2-3 tuần, hàng tháng, bởi vì không ai biết trước được cái chuyện gì nó có thể xảy ra. Thế thì đối với một doanh nghiệp kiên cường là nhà lãnh đạo luôn luôn phải có được những cái kịch bản và cái kế sách một cách phù hợp nhất để doanh nghiệp có thể phản ứng theo từng tình huống và có chuẩn bị một cái nguồn lực kỹ càng nhất để mà nâng cao hoặc là duy trì cái sức chống chịu của doanh nghiệp với những cái yếu tố bất ngờ. Thì đó là cái phần chuẩn bị. Cái thứ hai là biết thích nghi. Thì rõ ràng đây là một cái phần rất quan trọng. Đấy. Và chúng ta nghe rất nhiều về cái câu chuyện là những cái loài mà biết thích nghi thì sẽ được tồn tại chứ không phải là cái loài mạnh nhất. Thế thì cái việc linh hoạt và khả năng thích ứng không chỉ của đội ngũ lãnh đạo mà của cả đội ngũ nhân viên lại sẽ làm cho cái khả năng và thích ứng nó cao hơn. Thì doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động, chưa bao giờ cái chính sách làm việc linh hoạt và cái chính sách mà làm việc từ xa nó có thể được thực hiện nhanh như bây giờ. Và cái cách mà quản trị nguồn lực một cách hiệu quả cũng như là năng suất lao động thông qua cái cách làm việc từ xa, nó sẽ làm cho các doanh nghiệp có thể làm cho nó là tốt hơn. Và một cái nữa, như chúng tôi cũng vừa đề cập và thực ra là các diễn giả cũng đã đề cập, đó là chính là cái sự là biết hợp tác, hài hòa lợi ích của tất cả các doanh nghiệp, hài hòa lợi ích của tất cả các doanh nghiệp. Và ở trong cái phần mà chúng tôi có nghiên cứu thì cái 79% doanh nghiệp có đầu tư vào công nghệ làm việc từ xa tạo điều kiện phối hợp với lại các doanh nghiệp tại các cái bộ phận của các doanh nghiệp thì họ tỏ ra là vững vàng trong biến cố và xoay chuyển được. Và cái doanh nghiệp, một cái phần nữa trong cái phần này là doanh nghiệp cần phải có tín nhiệm, và cái tín nhiệm cao của doanh nghiệp đối với của nhân viên đối và của khách hàng đối với lại doanh nghiệp
thì cái tín nhiệm càng cao. Chưa bao giờ cái từ trust, tức là doanh nghiệp có được sự tín nhiệm, sự tin cậy, nó lại có thể có được một cái giá trị rất là lớn để doanh nghiệp có cái mức độ kiên cường rất là cao. Và cái từ trust này nó cho nhân viên có thể chia sẻ đến đồng lương cuối cùng chưa cần lĩnh, và nó trust này nó cho các nhà cung cấp, các cái đối tác, người ta cũng có thể làm, người ta có thể cùng nhau hỗ trợ. Thì đây là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Và tại khi mà xảy ra khủng hoảng thì chúng tôi cũng theo cái khảo sát của Deloitte thì những doanh nghiệp mà có cái trust này thường nó sẽ là có cái sức mạnh và cái nâng cái ngưỡng chịu đựng và cái khả năng chịu đựng của doanh nghiệp nó bền hơn những doanh nghiệp khác. Và một cái chỉ số nữa là chỉ số có trách nhiệm. Đó, đây chính là một cái chỉ số mà liên quan đến cái chỉ số về văn hóa của doanh nghiệp. Và những doanh nghiệp thường có trách nhiệm thực hiện cái trách nhiệm xã hội, cộng đồng, trách nhiệm với nhân viên một cách toàn diện hơn, thì đó là những doanh nghiệp có cái chỉ số tin cậy cao hơn và có một cái nguồn lực mà chúng tôi gọi là social capital, là cái nguồn lực từ xã hội và nguồn vốn xã hội nó cao hơn. Để thưa các anh chị, trong một cái khuôn khổ rất là ngắn thì cái năm cái yếu tố của một doanh nghiệp kiên cường, vốn là từng doanh nghiệp của chúng ta nó đã có nhưng nó chưa được sắp lại một cách đầy đủ, nó chưa được sắp lại một cách hệ thống, và nó chưa được coi đấy là một cái giá trị, một cái mục tiêu và là một cái khung để hỗ trợ cho cái quản trị khủng hoảng. Thì trong phạm vi này thì chúng tôi xin được đưa ra đến cái phần năm yếu tố của một doanh nghiệp kiên cường. Và như chúng tôi cũng có chia sẻ, vì đây nó không còn thời gian cho nên chúng tôi cũng sẽ có một cái phần cuối cùng. Vậy trong sau 20 tháng khủng hoảng đã xảy ra, và chúng ta sẽ cùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 19 tỉnh của miền Nam, chúng ta tiếp tục đi qua những cái giai đoạn giãn cách một cách đặc biệt, một cách gọi là special hay là strong, hay là giãn cách chỉ thị 16 cộng cộng hay chỉ thị 15, thì rõ ràng các doanh nghiệp Việt Nam phải làm gì? Cái lớn nhất mà chúng tôi đang để ở dưới đáy, cái đầu tiên và trước hết là ai cũng thấy là phải duy trì cái nguồn lực tài chính. Và trong cái duy trì nguồn lực tài chính thì cái chuyện là bây giờ là cân đối dòng tiền, nhưng cái quan trọng là xây dựng một cái cơ chế và chính sách giám sát cái chúng tôi gọi là cái ngân quỹ vào ra. Một trong những cái mà Deloitte chúng tôi khi mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp thì mới phát hiện ra là nếu muốn nhận được những cái khoản ưu đãi chuyển nhóm nợ của ngân hàng hay là giãn hoãn để thuế, như sáng nay ở trong một ủy viên ban chấp hành VCCI nói rất là tuyệt vời. Anh ấy có nói rằng doanh nghiệp không cần tiền của chính phủ, nhưng doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của chính phủ bằng việc là cho giãn hoãn và nợ cái tiền thuế đất hay là tiền gì đó trong 2 năm hoặc 3 năm doanh nghiệp sẽ trả. Thế thì chúng tôi làm việc thì Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính mới nói là vậy thì quý vị các nhà tư vấn nói làm thế nào mà cho nợ mà biết là có khả năng đòi được, thì cái sự minh bạch tài chính. Thật sự cái sự minh bạch tài chính nó là cơ sở để có thể giãn hoãn chuyển nhóm nợ hoặc là cho nợ những cái này cái khác trong cái khuôn khổ mà chính phủ có thể hỗ trợ, thì nó đã không có được cái công cụ để có một cái sự tin cậy. Vậy thì hơn lúc nào hết, ngay cả tại thời điểm bây giờ, trong cái cần duy trì nguồn lực tài chính thì sự minh bạch tài chính luôn luôn là một cái điều rất là quan trọng. Cái thứ hai là duy trì kế hoạch hoạt động kinh doanh liên tục, thì nó không phải chỉ là tiền mà nó còn xây dựng một cái khung quản lý về quản trị khủng hoảng và lập kế hoạch kinh doanh liên tục. Nó là gì? Ở trong phần hướng dẫn chi tiết chúng tôi sẽ có. Và chúng tôi vẫn coi khủng hoảng là một chất xúc tác để có thể đẩy đẩy mạnh hơn, đẩy nhanh hơn các cái tự động hóa, số hóa cho cả một cái doanh nghiệp, hoặc là cho một số các cái quy trình về tăng cường áp dụng công nghệ để thay đổi các phương thức quản lý, phương thức bán hàng, phương thức kinh doanh. Thì đó là những thứ mà chắc chắn bây giờ hơn lúc nào hết, ngay cả khó khăn thì chúng ta cũng cần phải tập trung vào làm. Và cái cuốn cẩm nang về ứng phó, phục hồi và phát triển trong và sau khủng hoảng dành cho doanh nghiệp thì là VCCI cũng sẽ tái bản một cái tập 2 vào tháng 9 với sự hỗ trợ kỹ thuật của Deloitte. Và chúng tôi tin là những cái này nó sẽ là một cái thông tin rất là hữu ích, rất là thực tiễn để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục là vượt qua cái mùa bão của đại dịch và phục hồi, tiếp tục phục hồi và phát triển sau cái mùa đại dịch này.